Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ gia đình thật là đơn giản nhé. Các bạn nếu trong gia đình có nhiều thành viên hơn thì có thể cân đối các vị trí dựa vào chiều cao để chúng ta vẽ những cái vòng mặt chúng ta sắp xếp. Ví dụ như là bé thì đứng trước, đứng dưới, thấp nhỏ phía dưới, còn là người lớn thì ở phía trên. Cứ một cặp, một cái vòng mặt to, một cái vòng mặt nhỏ hơn một tí để tượng trưng cho người đàn ông và người phụ nữ là đôi vợ chồng chẳng hạn. Và chúng ta sắp xếp đều sang hai bên để cho bức tranh nó cân đối nhé. Chúng ta vẽ vòng mặt trước rồi chúng vẽ phần cơ thể để cho bức tranh nó dễ vẽ hơn. Ở bức tranh này thì mình vẽ một gia đình có ông bà, bố mẹ và một bé nhỏ là con gái. Thì đây là yêu cầu của một bạn ở trên TikTok. Bạn yêu cầu vẽ gia đình của bạn có bấy nhiêu thành viên nên là mình vẽ như vậy. Ở trong những video cũ của mình, từ hồi mới lập kênh là mình vẽ theo kiểu như này là hướng dẫn rất là nhiều. Có những bức tranh vẽ tư thế người ngồi nữa, người đứng trước thì ngồi, còn đằng sau thì đứng, ngồi trước bàn chẳng hạn. Và có những gia đình có đến tận 10 thành viên nữa cơ. Rất là dễ khi chúng ta chỉ cần vẽ những cái vòng mặt chúng ta sắp xếp vị trí ở phía trên trước rồi chúng ta vẽ xuống người là rất là cân đối luôn. Các bạn có thể vào kênh mình và kéo xuống những video cũ để xem video đấy, để nếu như mà gia đình các bạn có đông người hơn thì các bạn có thể vẽ theo nhé. Còn nếu như các bạn giống gia đình này nhưng mà có hai cháu nhỏ thì có thể không vẽ cái hình vòng mặt ở giữa thấp nữa mà vẽ lệch sang một bên rồi để tiếp tục vẽ thêm một cái nữa bên cạnh. Và hai cái sẽ là một cái thấp, một cái cao, tượng trưng cho một người là anh, người là em chẳng hạn. Đó, người già thì cái mắt chúng ta sẽ vẽ nó dài hơn và đuôi nó có tí cong nhăn và cái miệng nó có tí phần gạch ở hai mép ấy. Còn người trẻ thì chúng ta sẽ vẽ mắt căng tròn hơn, to hơn và cái miệng thì gọn gàng hơn. Rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Hãy vẽ một bức tranh tặng gia đình mình vào nhân dịp năm mới nhé. Vẽ kiểu này thì không phải là chân dung cho nên là không có giống gương mặt ai hết. Thế nhưng mà đối với các bạn nhỏ thì có thể dùng cách vẽ này để tặng cho người thân trong gia đình rồi. Đúng không ạ? Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video clip giúp mình nếu thấy hữu ích nha. Thank you.
quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.